Cái gì thò sau lưng anh kia? À, tài liệu công việc của anh, em quan tâm làm gì? Anh dám cắm sừng tôi à? Anh thề, anh không làm điều gì có lỗi với em cả. Ban ngày thì hú hí với nào chưa đủ, mà đêm về còn dâm dối. Thế thì đúng rồi, chắc lại đưa nhau đi hú hí chứ gì. Anh làm gì mà anh cứ lắp ba lắp bắp thế? Cái gì thò sau lưng anh kia? À, tài liệu công việc của anh, em quan tâm làm gì? Anh dạo này mờ ám lắm nha. Hay là anh giấu quỹ đen đúng không? Em bị hâm à? Em trêu thế, sao anh phải cáu với em? Cuối tuần này mình đi du lịch nhá. Em thấy anh dạo này hơi stress đấy. Anh Hiếu à, em vừa bảo gì anh đấy? Sao anh cứ ngẩn ngơ người thế? Anh nhắn tin với ai mà chăm chú thế? Đưa điện thoại em xem nào. Anh có nhắn tin với ai đâu. Mà em quan tâm ở chuyện đấy của anh làm gì? Anh nhắn tin với cô nào để giấu em đúng không? Đưa đây em xem. Anh thề, anh không làm điều gì có lỗi với em cả. Đưa đây cho em. Anh đi ra ngoài có việc gấp. Em ở nhà đợi anh một lát. Em làm cái gì đấy? Anh đang làm việc mà. Làm việc? Anh tưởng là anh lừa được tôi à? Ban ngày thì hú hí với nhau chưa đủ, mà đêm về còn dâm dối. Em tôn trọng anh một chút đi, đừng có nói linh tinh. Mà thôi, em đi vào ngủ đi, anh không muốn cãi nhau với em đâu. À mà này, đợt tới này anh đi công tác xa đấy, phải mất 2-3 tháng. Em tự ở nhà mà lo liệu, có gì thì cứ alo cho anh. Thank you.
Này, mày có chắc không đấy? Chứ tao thấy lão chồng mày hiền như cục đất ý, làm sao mà có bồ được. Tao còn bắt tận tay, anh tao còn giấu cả quỹ đen đây này. Thế bây giờ lão ta đâu rồi? Anh ấy đi công tác 2-3 tháng mới về. Thế thì đúng rồi, chắc lại đưa nhau đi hú hí chứ gì. Mà tao chả hiểu lão ta nghĩ cái gì. Mày thì trông ngon lành cành đào như thế này mà cũng có bồ được, tao đến chịu luôn đấy. Alo, cậu bảo sao? Chồng tôi với cô bồ đang đứng trước cửa bệnh viện á. Được rồi, anh đừng để mất dấu, tôi đến ngay. Sao, có chuyện gì đấy mày? Chồng tao với cô bồ ấy đang đứng trước cửa bệnh viện ấy. Bọn khốn nạn này, chắc phải đưa nhau đi khám thai chứ gì. Đi, tao với mày đến cho chúng nó một trận. Đi. Đi. Cố gắng lên nhá. Ô kìa, đồ khốn nạn. Đây là chuyến đi công tác của anh đấy à? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Các người ôm mất nhau giữa đường mà bây giờ anh còn chối à? Không phải. Mày xử lý tên chồng của mày đi. Còn con danh này á, để tao. Chị ơi, mày thích cướp chồng của bạn thân tao không? Em không ạ. Tao cho mày một trận đấy tớ. Chị ơi, em xin chị đấy. Chị ơi, bây giờ mày muốn gì? Không phải những gì chị nghĩ đâu. Có gì thì từ từ nói. Kìa, còn bênh nhau nữa kìa mày. Bây giờ các người còn bênh nhau nữa à? Chắc là tình cảm keo sơn gắn bó lắm nhỉ. À đúng rồi, các người còn đưa nhau đến bệnh viện khám thai cơ mà. Không phải. Em chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Em đừng có quá quắt như thế. Các người còn bênh nhau được à? Anh đúng là cái đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu. Anh Hiếu, anh Hiếu ơi. Hiếu ơi. Hiếu ơi, Hiếu. Ung thư xương. Phải, Hiếu bị ung thư xương đấy. Hiếu giấu cô từ lâu đến nay. Cô có biết không, tôi là bạn thân của Hiếu. Hiếu đang trong tình trạng chữa trị, tôi phải giúp Hiếu. Bây giờ cô hiểu là biết cả rồi, cô có hiểu không? Sao các người không nói cho tôi biết? Hiếu ơi, tôi xin cô, cô giúp tôi cứu anh ấy đi. Tôi xin cô đây. Gọi cấp cứu chưa? Anh Hiếu ơi. Hiếu ơi, Hiếu. Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, anh tỉ lại đi. Cô uống nước đi. Tôi cảm ơn. Cô Hương này, tôi thành thật xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Cảm ơn cô vì lâu nay đã điều trị cho anh Hiếu. Không có gì. Thực ra tôi là bác sĩ mà, đấy là nhiệm vụ của tôi. Trong chuyện này tôi cũng nói chuyện nhiều với cả Hiếu rồi. Tôi khuyên Hiếu là nên nói chuyện với gia đình, người thân, để còn có sự hậu thuẫn trong suốt khoảng thời gian chữa bệnh nữa. Nhưng mà tại vì Hiếu quá là thương cô đấy. Cô Phương này, tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này cô cần phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho Hiếu còn dựa vào. Cố lên nhá. Anh cần gì sao không gọi em? Anh không sao mà. Tại anh thấy ở trong phòng bí quá nên anh muốn ra ngoài một chút. À, đây là thẻ ATM. Anh đã ra ngân hàng và gửi tiền vào đó rồi đấy. Nhớ sau này anh có mệnh hệ gì anh không lo được cho em thì em cứ giữ lấy mà tiêu.
Anh biết em là chủ tịch tài giỏi. Mỗi khi ở bên em, anh không muốn là thằng chồng vô dụng. Và anh muốn lo cho vợ con mà. Anh nói gở thế. Rồi sức khỏe anh sẽ ổn thôi. Em xin lỗi. Em không biết là lâu nay anh thức thâu đêm để lo kiếm tiền cho em. Anh không sao mà, đấy là anh tự nguyện thôi. Em sẽ gạt bỏ tất cả công việc để chăm sóc anh. Nhân viên văn phòng bình thường ấy là không được phép ra ngoài tùy tiện như thế này đâu đấy. Anh có một con nhỏ tặng em. Em đi làm đi nhá, chiều về anh đón đi ăn. Mà nó hơn mày những 5 tuổi đấy. Không được là không được đâu nhá. Thế lòi ế tĩ ra như thế là cái loại người chả ra gì đâu. Bác nói gì thế hả? Con trai hả? Sao không tự kiếm nổi cho mình một tấm chồng đi? Em không phải là đứa con gái, không có được chồng. Có ai ở đây không ạ? Giúp tôi với. Cũng may mà có cô ấy. Không biết giờ này mẹ có tỉnh nữa không đấy. Dạ, thưa chị, em gửi chị lịch trình sắp tới của chị nhá. 9:30, chị đi sinh nhật con trai của bạn thân này. 11:40, chị đến đám cưới của người yêu cũ cùng em gái mưa của nó. Ngày mai, cũng vào giờ đó, chị thêm cái đám cưới nữa của em kết nghĩa chơi cùng. 21:00 ngày mai, chị lại có cuộc gặp bạn bè mừng đầy tháng con gái thứ 3 của nó. Thôi. Nhiều đau đầu quá. Cả cái công ty này chúng nó đang chờ chị đấy. Chúng nó bảo là... Bảo là cái gì? Nói nhanh, úp úp mở mở. Chúng nó bảo là đám cưới của chị thì sẽ đông vui lắm. Vì vợ chồng, con cái, cháu chắt của chúng nó đi đầy đủ cả. Mà ấy, chị nhanh nhanh có người yêu đi cho em ăn cỗ. Ghê. Thôi, cậu lướt lướt đi ra ngoài đi để tôi làm việc. Ong ỏng bên tai đau hết cả đầu. Cứ phấn đấu sự nghiệp rồi không thằng nào dám rước đâu con ạ. Cao thì hết rồi mà thấp thì không ai với tới. Còn với chả cái đau hết cả đầu. Online á. Cũng hay đấy nhở. Thử xem thế nào. Ok. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Anh đến lâu chưa ạ? Ừ, anh đến lâu rồi, em ngồi đi. Vâng. Anh là Lâm, còn em là... Em là Thảo anh ạ. Nhìn em bên ngoài ấy, xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Em nhìn anh cũng trẻ hơn trong ảnh đấy. Uống nước nhá, em uống nước gì nhở? Thôi cho em một cốc nước cam ạ. Ok. Em ơi, cho anh một ly nước cam nhá. Mà sếp của em dễ tính nhở? Nhân viên văn phòng bình thường ấy là không được phép ra ngoài tùy tiện như thế này đâu đấy. Thực ra hôm nay là ngày nghỉ phép của em anh ạ. Thế công việc của anh thế nào ạ? Công việc của anh cũng ổn. Anh làm gì mà sao anh vẫn được ra ngoài này? Cảm ơn nhá. Anh á, anh làm bình thường thôi. Hàng ngày anh đi làm công ăn lương mà. Đi làm ngày nào, lấy tiền ngày này. Thank you.
Em này, hôm nay đi chơi cả ngày mà anh quên mất, anh có món quà nhỏ tặng em. Em cảm ơn nhá. Và anh có một lời muốn nói. Làm yêu anh. Em đi làm đi nhá, chiều về anh đón đi ăn. Ừ, anh đi cẩn thận nhá. Ừ. Bye bye. Ừ, bye bye. Lâm! Lâm ơi! Ồ, ồ kìa, mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Tên sư bố mày, con với cái. Mẹ mày làm ở đâu mà mẹ cũng không biết à? Thế à? Thế mày vừa đi với ai đấy? Yêu con đấy. Con định cuối tuần này con mới nói cho mẹ, rồi tiện ra mắt mẹ luôn. Nhưng ai ngờ bị mẹ phát hiện rồi còn đâu nữa. Mày vừa nói cái gì? Người yêu á? Vâng. Không được. Nhất quyết là không được. Mà nó hơn mày những năm tuổi đấy. Không được là không được đâu nhá. Sao? Sao mày biết cái Thảo à? Ôi giời ơi. Con với chả cái, tao chả hiểu chúng mày yêu đương cái kiểu gì nữa. Nó là chủ tịch. Cái công ty của mẹ mày đang làm đây này là của nó đấy. Ủa, chủ tịch kia à? Ừ. Nhưng mà con tưởng như thế là mẹ phải mừng chứ. Mừng cái gì mà mừng. Cái loại cậy quyền cậy thế, chả coi ai ra gì cả. Cái tổ lao công của mẹ ấy, nó đuổi mấy người rồi mà người ta có phạm lỗi gì lớn lao đâu. Chẳng qua là người ta nghèo đói quá, người ta lấy một số đồ linh tinh thôi, có cái gì đâu. Thế ạ? À? Nhưng mà tại sao Khuế lại nói dối con nhỉ? Thế nó định lừa dối mày chứ sao? Chả gì thì mày cũng đẹp trai, trẻ trung phong độ như thế này. Mà không biết nó có cho mày ăn bù ăn bả gì nữa không đấy. Cái thứ đàn bà con gái 35, 36 tuổi rồi mà còn chưa lấy được chồng, chả có ma nào dám rước. Ế lòi ế tĩ ra như thế là cái loại người chả ra gì đâu. Này, mẹ là mẹ cấm ấy nhá, không được yêu đương nhăng nhít với nó đâu đấy. Nhưng mà... không được. Đi lên đây, mẹ phải làm rõ chuyện này mới được. Đi. Đi vậy cô. Nhanh. Ơ, bác. Ơ, anh Lâm, sao anh lại ở đây? Này cô, cô đừng tưởng cô là chủ tịch này chủ tịch nọ thì cô muốn dùng một tay để che trời nhá. Cô không lấy được chồng thì mặc xác nhờ cô. Việc gì cô phải dựng lên một màn kịch để đưa con trai tôi vào chồng hả? Bác nói gì thế hả? Con trai thế hả? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi tuy không giàu có gì nhưng cũng không bao giờ tôi chấp nhận cái loại như cô về làm dâu. Nhớ chưa? Xinh đẹp giỏi giang như cô, sao không tự kiếm nổi cho mình một tấm chồng đi? Việc gì phải dựng lên một màn kịch để lừa dối con trai của tôi hả? Kìa bác, chắc bác có hiểu lầm gì chứ. Em nói đi. Thế rốt cuộc em là cái gì của cái công ty này hả? Những gì mẹ anh nói có đúng hay không? Anh Lâm à, anh nghe em giải thích đã được không? Thôi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em đừng nói nữa. Kìa anh Lâm, anh bình tĩnh, nghe em giải thích đã được không? Em đừng nói nữa. Em nói dối anh, chứng tỏ em chẳng coi anh ra cái gì cả. Có phải vì em thương hại anh nên mới nói mình là nhân viên quèn, có đúng không? Hả? Thế em nghĩ anh cần phải cái cơ ngơi của em à? Đâu mà em phải giấu anh? Hả? Hay em làm mọi thứ, làm mọi điều để che mắt thiên hạ rằng em không phải là đứa con gái không có được chồng? Hả? Anh Lâm, anh từ từ bình tĩnh nghe em giải thích đã chứ. Thôi, cô không cần phải giải thích gì hết nữa. Bắt đầu từ mai,
tôi cũng không thèm làm ở cái công ty này của cô nữa. Cái loại đàn bà độc đoán mưu mô như cô tôi khinh. Đi về con, tránh xa cái loại đàn bà này ra. Đi. Xin lỗi nhá. Do lúc sáng anh nóng giận quá cho nên anh mất bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Lỗi cũng là một phần ở em, vì ngay từ đầu đã giấu anh. À, mà anh cũng đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói là một lát nữa mẹ sẽ tỉnh lại thôi. Ừ. Mẹ. Mẹ tỉnh rồi ạ. Cô... Cũng may mà có cô ấy, chứ không biết giờ này mẹ có tỉnh nữa không đấy. Tôi... Bác ạ, thực sự thì tuy cháu là chủ tịch của công ty, nhưng cháu chưa hề có ý là sẽ coi thường ai cả. Cháu đến với anh Lâm bằng một tình cảm chân thành, mong bác hiểu cho cháu ạ. Đúng đấy mẹ ạ. Lúc sáng con có hơi nóng giận cho nên nặng lời với cô ấy. Nhưng Thảo mà con biết rất tốt và rất khiêm tốn. Tôi xin lỗi cô nhé. Cũng chỉ vì tôi không muốn thằng Lâm nhà tôi mang tiếng là ăn bám nhà vợ. Với lại tôi thấy cô là người phụ nữ thành đạt, cũng nhiều tuổi rồi mà chưa lấy được chồng, nên tôi nghĩ chắc là cô phải có vấn đề gì đấy. Cho nên là tôi... Thực ra một phần lỗi cũng ở cháu, nhưng ngay từ đầu cháu cũng không hề có ý là muốn lừa dối anh Lâm đâu ạ. Cháu yêu anh Lâm là thật lòng, mong bác hiểu cho chúng cháu. Thế thì cuối tuần này mẹ đồng ý cho cô ấy đến nhà ăn cơm mẹ nhá. Thảo à, bác xin lỗi cháu nhá. Thực ra cũng không có gì đâu ạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu rất cảm ơn bác vì đã đồng ý cho cháu với anh Lâm đến với nhau. Thôi, còn bác cháu gì nữa. Con phải gọi là mẹ dần đi là vừa. Vâng ạ. Mẹ cứ nói thế.